sáng nay tri cục thi hành án dân sự huyện thủy nguyên đã tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho người mua chúng đấu giá tại xã an sơn tham gia cuộc cưỡng chế có đại diện các phòng ban của huyện công an huyện viện kiểm sát nhân dân huyện và các ban ngành chính quyền xã an sơn theo đó, thi hành bản án số 01 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021 và quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 03 ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định thi hành án số 885 ngày mùng 9 tháng 8 năm 2023 và quyết định về việc giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá số 02 ngày 25 tháng 7 năm 2024. Cưỡng chế thi hành án đối với bà Mạc Thị Lập và anh Nguyễn Văn Hưng, anh Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Cúc là những người được thừa kế của ông Nguyễn Văn Di phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam số tiền là 1 tỷ 692 triệu 671 nghìn 233 đồng. Trong đó, nợ gốc là 1 tỷ 480 triệu đồng và lãi trong hạn, lãi quá hạn. Bà Mạc Thị Lập anh Nguyễn Văn Hưng, anh Nguyễn Văn Thành, anh Nguyễn Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Cúc là những người được thừa kế của ông Nguyễn Văn Di phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi kể từ ngày 4 tháng 2 năm 2021 đối với khoản nợ gốc cho đến khi trả xong toàn bộ khoản nợ cho ngân hàng theo mức lãi suất quy định trong các hợp đồng tiến dụng số 2116 ngày 3 tháng 7 năm 2019 đã ký giữa Agribank Hải Phòng và bà Mạc Thị Lập và ông Nguyễn Văn Di trong quá trình thực hiện hợp đồng bà mạc thị lập anh nguyễn văn hưng anh nguyễn văn thành anh nguyễn văn thắng và chị nguyễn thị cúc là những người được thừa kế của ông nguyễn văn di không thực hiện trả nợ như cam kết vì vậy ngân hàng khởi kiện yêu cầu tòa án nhân dân các cấp giải quyết tri cục thi hành án dân sự huyện thủy nguyên đã tiến hành giải quyết việc thi hành án đối với bà mạc thị lập anh nguyễn văn hưng anh nguyễn văn thành anh nguyễn văn thắng và chị nguyễn thị cúc là những người được thừa kế của ông nguyễn văn di theo trình tự quy định của luật thi hành án dân sự nhưng bà mạc thị lập anh nguyễn văn hưng anh nguyễn văn thành anh nguyễn văn thắng và chị nguyễn thị cúc không tự nguyện thi hành quyết định thi hành án trên Do vậy, Tri Cục Thi hành án Dân sự huyện Thủy Nguyên đã tổ chức kê biên và bán đấu giá tài sản thế chấp là quyền sử dụng 435m2 đất ở, diện tích tại giấy chứng nhận là 532m2 và toàn bộ tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 859, tờ bản đồ số 03, tại địa chỉ thôn 2, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, có nguồn gốc là đất do nhà nước giao, có thu tiền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG322585 số vào sổ cấp giấy CH00029 do Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên cấp vào ngày 28 tháng 9 năm 2010 cấp cho bà Mạc Thị Lập và ông Nguyễn Văn Di để thu hồi nợ cho ngân hàng Tại phiên đấu giá ngày 27 tháng 6 năm 2024, ông Nguyễn Văn Quyền đã mua chúng đấu giá tài sản trên với giá là 2 tỷ 402 triệu 746.017 đồng. Tri Cục Thi Hành Án đã nhiều lần phối hợp cùng chính quyền địa phương vận động thuyết phục anh Nguyễn Văn Thành và vợ là chị Vũ Thị Thoan, cũng như làm việc với bà Mạc Thị Lập, anh Nguyễn Văn Hưng, anh nguyễn văn thắng và chị nguyễn thị cúc tự nguyện bàn giao tài sản cho người mua chúng đấu giá nhưng anh nguyễn văn thành chị vũ thị thoan bà mạc thị lập anh nguyễn văn hưng anh nguyễn văn thắng và chị nguyễn thị cúc vẫn không tự nguyện bàn giao để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân và giải quyết rứt điểm vụ việc tri cục thi hành án dân sự huyện thủy nguyên phối hợp với cơ quan chức năng đã tổ chức cưỡng chế bàn giao tài sản trên cho ông nguyễn văn quyền người mua chúng đấu giá sau khi chấp hành viên công bố quyết định cưỡng chế lực lượng tham gia cưỡng chế nhanh chóng triển khai theo kế hoạch tiến hành lập biên bản anh nguyễn văn thành và chị vũ thị thoan đề nghị được nhận lại toàn bộ tài sản của mình không thuộc diện kê biên và di chuyển khỏi khu vực cưỡng chế đến địa điểm theo nguyện vọng của gia đình anh thành sau đó hội đồng cưỡng chế đã tổ chức đo đạc xác định mốc giới đất và bàn giao tài sản gắn liền với đất cho ông nguyễn văn quyền người mua chung đấu giá việc tổ chức cưỡng chế thi hành án được tri cục thi hành án dân sự huyện thủy nguyên thực hiện đúng quy trình quy định của pháp luật công tác an ninh được đảm bảo chặt chẽ an toàn